Thưa quý vị, trong mọi hoàn cảnh khó khăn và nguy nan nhất, người chiến sĩ công an luôn là tấm lá chắn làm nên thành trì bảo vệ nhân dân và trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 cũng vậy. Trong cuộc chiến chống Covid-19 đầy cam go và muôn vàn khó khăn, trên tất cả các mặt trận, cùng lực lượng y tế, quân đội, lực lượng công an tiên phong đi đầu vào tâm dịch, với tinh thần đâu khó có công an, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng đã cùng chính quyền các cấp xông pha vào các điểm nóng dịch bệnh với quyết tâm cao độ. Đây là một trong những cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn cho cả hệ thống chính trị của chúng ta. Nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm đồng lòng, đặc biệt là với cái tinh thần trách nhiệm, năng lực của lực lượng công an thành phố cùng với cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ theo yêu cầu. Sắc phục của người chiến sĩ công an hiện diện khắp thành phố, bất cứ nơi nào nhân dân cần đến, bất cứ nơi nào nhân dân gặp khó khăn, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly, các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, truy vết, điều tra dịch tễ. Nguy cơ lây nhiễm thường trực nhưng dịch bệnh còn phức tạp, không cho phép người chiến sĩ chùn bước. Có những chiến sĩ nhiều tháng không về nhà để cùng lo, cùng trăn trở với những khó khăn không thể diễn tả hết của người dân thành phố Đà Nẵng. Một tháng qua thì chúng tôi đã phải trực chiến 100% tại đơn vị. Hầu hết anh em thì cũng vợ con nhưng mà không có ai được về thăm hết. Có những anh em phải về nhà lấy đồ dùng cá nhân nhưng mà chỉ đứng ở ngoài cổng. Nhận diện đại dịch Covid-19 là thách thức, nguy cơ thường trực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ kép và cả thực hiện công tác an sinh xã hội, chương trình cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 của Công an thành phố đã được chính quyền nhân dân biểu dương, tán thưởng. Với 30 container bán hàng, Công an thành phố đã cung ứng gần 44.000 đơn hàng theo yêu cầu của nhân dân. Gần 200 cán bộ chiến sĩ được trưng dụng với sự giúp đỡ của cảnh sát khu vực 30 phường trên địa bàn đã có những trải nghiệm đặc biệt trong vai trò tiểu thương. Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ trong việc cung ứng thôi, chứ không dám là nhận một phần lớn đâu, bởi vì cái điều kiện của mình là công an không thể đủ sức. Nhưng mà đảm bảo là gì? Là với cái chúng tôi hoạt động là phi lợi nhuận và có hỗ trợ về giá, cho nên giá nó sẽ thấp hơn so với cái mặt bằng chung. Và đây là có sự hỗ trợ giá của công an thành phố. Ghi nhận những nỗ lực trong công tác và thực hiện những nhiệm vụ phòng chống dịch, Công an thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương chiến công hạng nhất. Covid-19 là thước đo tinh thần, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Trong đó, lực lượng công an đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chiến thắng kẻ thù vô hình, dù phải đánh đổi bằng sự vất vả, hy sinh.